Em Huynh xin được kính chào quý vị anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Ngày hôm nay thì em sẽ báo giá cho quý anh chị và các bạn một số dòng xe gầm cao mà bên em vừa mới nhập về nhá. Đầu tiên thì chúng ta có một chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2014, phiên bản tiêu chuẩn động cơ 2.0 nhá. Chiếc xe thì tư nhân một chủ từ đầu, cực kỳ là đẹp rồi. Và giá của chiếc xe này hiện tại đang là 605 triệu quý vị các bạn nhá. Bên cạnh thì chúng ta có một chiếc của thương hiệu Hyundai, đây là Hyundai Tucson bản 2.0 máy xăng quý vị các bạn nhá. Xe sản xuất 2020 và mới đi được hơn 2 vạn km thôi. Xe thì đang được chào bán với mức giá là 840 triệu ạ. Tiếp theo chúng ta đến với một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, đây là chiếc Kia Sorento máy xăng bản full 2014 nhá. Xe cực kỳ là cứng cáp. Xe tư nhân một chủ từ đầu biển Hà Nội nhá. Chiếc xe này thì hiện tại đang có mức giá là 588 triệu. Bên cạnh thì là một chiếc Fortuner máy dầu 2 cầu sản xuất 2019 nha, nhập khẩu Indonesia. Chiếc xe này đang có mức giá là 1 tỷ 188 triệu. Vâng, phía dưới này thì chúng ta có một chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2020 nhá. Chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 030 triệu. Xe thì mới đi hơn 1 vạn km thôi. Bên cạnh là một chiếc 2019 máy dầu số tự động màu trắng nhá. Chiếc xe này biển tỉnh. Hai chiếc xe này đều là biển tỉnh nhá. Bên em đều đã rút hồ sơ cầm tay hết rồi. Và chiếc xe này 2019 này thì bên em đang có mức giá là rẻ hơn khá là nhiều, 985 triệu thôi. Tiếp đến thì chúng ta thấy có một chiếc Trailblazer của Chevrolet, chiếc SUV 7 chỗ cạnh tranh trực tiếp với Fortuner đấy ạ. Chiếc xe này sản xuất 2018, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, là phiên bản 2.5 số tự động một cầu nhá. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá rất là rẻ, 688 triệu mà thôi cho một chiếc SUV 7 chỗ máy dầu số tự động nhá. Rồi, tiếp theo thì bên cạnh chúng ta có một chiếc Fortuner máy xăng một cầu số tự động 2017 nhá, sở hữu nước sơn màu nâu cà phê rất là đẹp. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 868 triệu. Và ở ngoài cùng chúng ta có thể thấy một chiếc Everest Titanium một cầu 2019 nhá. Ford Everest Titanium một cầu 2019 màu bạc nhá, ở ngoài cùng kia. Xe thì đang có mức giá là 1 tỷ 010 triệu. Đấy, vừa rồi thì em vừa mới báo giá một vài mẫu xe gầm cao nhá. Đấy, đang có mặt tại cửa hàng bên em. Nếu anh chị em nào mà quan tâm đến những dòng xe đấy thì hãy liên hệ với em qua số hotline trên màn hình, đó là 0898797282. Em Huynh Ô Tô Cũ Hà Nội, chuyên các dòng xe gầm cao nhá. Địa chỉ của bên em tại 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình nhá, siêu thị ô tô BK Hà Nội. Nếu anh chị em nào ở gần thì có thể qua xem xe, lái thử xe và mang xe đi kiểm tra thoải mái. Bên em vẫn sẽ cam kết trong hợp đồng mua bán xe 4 tiêu chí, bao gồm thứ nhất, xe không tai nạn ảnh hưởng kết cấu khung gầm sassi. Thứ hai là không tháo hạ hộp số động cơ. Thứ ba là không gầm nước thủy kích. Và cái cuối cùng, đấy là cái về giấy tờ pháp lý của xe là an toàn hợp pháp, không tranh chấp, không phản nguội nhá. Một lần nữa em xin được kính chúc quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa trong công việc và sớm sở hữu được những chiếc xe mà mình ước. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo.